sáng ngày 12 tháng 8, tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình. Tại điểm cầu huyện Tân Lạc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến dự. Tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thế Hành, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích, giới thiệu các chuyên đề như giá trị cốt lõi của di chúc, ý nghĩa di chúc trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay. Bài học qua 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo vào năm 1965 và qua một số lần sửa chữa, bản di chúc được hoàn chỉnh vào tháng 5 năm 1969. Bản di chúc là sản phẩm kết tinh tư tưởng đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Hồ Chí Minh. Di chúc trở thành nguồn động viên cổ vũ to lớn để quân và dân ta tiến lên giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Di chúc là những chỉ dẫn cơ bản về hướng phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, di chúc mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cho dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thông qua hội nghị sinh hoạt chuyên đề, giúp cho mỗi cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại. Xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp văn minh. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, có hiệu ứng lan tỏa của mỗi cán bộ đảng viên và trong quần chúng nhân dân. Cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.